Cảm ơn, ok. Thank you. I love you. Từ định đến bao giờ nữa? Người ta vội, người ta lên line trước thì bây giờ mình cũng phải từ từ chứ. Mình còn 5-10 phút chứ đâu có nhiều. À đấy à. Để thế đợi một tí nhá. Một tí nữa lại phải xem lại rồi lại. Tập tí lại phải xem lại. Cái gì? Tin điện thoại ra đâu rồi gọi. Tóc cũ đẹp hơn á. Ok, thì sẽ để tóc cũ. Không. Điên mà để tóc cũ. Thật. Không, cái tóc cũ là cái tóc hôm trước ấy cơ. Bây giờ tóc này mà. Không phải nữa rồi. Tóc trước này mà. Tóc trước không, tóc hôm trước là. Tóc hôm trước là có cái này này. Có một cái đây này, tóc hôm trước là rồi. Ăn được cắt. Đây này, tóc hôm trước là nó có cái ăn được tóc này ra đây này. Ui, cảm ơn Huế. Đây này, tóc hôm trước là nó có cái này này. Đây là Đạt sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người. Tóc biến hình. Để đây không hói mất lại giống anh cho trái tim. Giống anh Khôi trái tim. Được. Thank you so much. Đợi một tí nhé mọi người. Đợi một tí. Được rồi. Rất mất thời gian. Được rồi. Thank you so much. Ôi Yến Xôi ơi. Rất mất thời gian, mày không tiếp. Đợi một tí. Sợ thế. Ô, thế vào rồi sao cái này của em nó không kêu nữa. Cảm ơn Ngọc Matcha. Thank you Ngọc Matcha. Nhưng mà sao các cái bộ này của em bây giờ nó không kêu nữa là sao? Nó tính bật nhạc gào lên cảm ơn Ngọc Matcha nhá. Thank you Ngọc Matcha, thank you so much. Ui. Thank you so much. Uầy. Tôi đang ở đâu đấy? Thank you. Mọi người follow nhá mọi người ơi. Căn bản là mình xem được cái video ấy, xem được cái video nên là mình phải lên like thôi, bởi vì là nếu không nhắc đến mình thì không sao, nhưng mà nhắc đến mình mà muốn biết về mọi chuyện ấy thì Đạt sẽ giải thích cho mọi người biết. Đấy. Và giải thích nét luôn ấy chứ không phải giải thích kiểu vớ vẩn. Top 50 luôn rồi. Ui, top 50 luôn rồi. Mọi người ơi, follow có top luôn nét nha mọi người ơi. Follow top 1. Này anh ơi cứ bình tĩnh, làm gì vội thế. Không, nhưng mà sao cái này của em nó không kêu nữa. Ai dùng cho anh dùng nó hết. Thank you Vivi. Sao này bây giờ cái giao diện em nhìn nó khác hẳn thế này. Và auto tune của em đâu? Ai ngồi máy này. Mệt thế. Đi về cái là mất hết cả. Hát một bài nhá mọi người. Hát một bài nhá, xong rồi để nói nhá. À phải uống nước đã nhá. Có khi mở nhầm ứng dụng bác. Sao bây giờ cái màn hình của em lại thế này? Cái gì? Sao màn hình của em bây giờ lại thế này? Ổ cứng ổ C nó bị đầy, thế anh mới phải cóp những cái dữ liệu ở trong ổ C để chuyển sang ổ D thì nó mới mất cái ảnh. Nhưng mà động cơ gì mà nó bị đầy? Thì nó đầy, tải ứng dụng về nó chả đầy, không nhìn thấy à? Ứng dụng gì? Bình thường em không tải có bị đầy đâu. Thì bây giờ ứng dụng của anh tải về nó bị đầy, hiểu chưa? Thank you so much. Anh tải này về làm gì? Không chứ, đây này, ứng dụng của anh này. Đây, của chú đây này. Rất là mất thời gian. Thì nó mới... Bây giờ hát một bài nha mọi người. Đừng hát may mắn cho em nhé. Đời chỉ có... À, đời là thế thôi. Ám ảnh. Im đi. Nó mic đâu? Ừ nhỉ? Không có mic để hát. Thì mic đâu? Mic cái kìa. Tai nghe đâu? Ủa? À, tai nghe đây. Mọi người đợi Đạt hát một bài, xong làm Đạt mà thôi hát chay đi. Mất thời gian quá. Không biết con Linh nó... Cô còn phải hát kéo này chứ. Có tập của người đấy. Cái gì? Đồ... Đạt sẽ hát cho mọi người nghe bài này, xong Đạt sẽ nói cho mọi người nghe. Mà Đạt nói là không nói một mình đâu. Nói có sách và mách có chứng luôn, nhưng không nói một mình. Nên mọi người yên tâm. Mày chỉ có một mình đấy nhá. Em cả một mình em vẫn chiến đấu được mà. Thế kia em không nói một mình đâu. Không, em phải có đôi chất, đôi chứng chứ. Mọi người ơi, 0:03 mai hết, đây là live của Đạt. Không có ai kiếm hết hiện tại. Bây giờ mọi người cứ tập trung vào live của Đạt. Để Đạt giải quyết xong công việc đã. Đúng rồi, giải quyết xong công việc đã nha mọi người. 0:03 nha. Bây giờ có nghĩa là Đạt sẽ đưa anh đưa cho em mượn cái máy của em đây này, từ từ. Đợi một tí nhá. Đây.
Thì việc đầu tiên là liên quan đến Đạt và liên quan đến những người yêu thương Đạt. Và Đạt không muốn là những người yêu thương Đạt thất vọng. Và Đạt cũng chưa bao giờ Đạt chưa bao giờ làm cho mọi người thất vọng cả, nên ngày hôm nay cũng vậy. Đây. Ui giời, nghe ghép nhạc làm gì vậy? Thank you so much. Ui đẹp thế. Ơ cái nay sáng nay đâu nhỉ? Từ từ đã, cái nay sáng nay mà bảo là anh Đạt không chuyển tiền đâu nhỉ? Thank you. Mà anh Đạt không chuyển tiền đâu nhỉ? Từ từ. Từ từ, có một cái video mà Sơn bảo mình không chuyển tiền. Bây giờ mình sẽ gọi cho Sơn để cho Sơn lên đây nói chuyện với mình. Và mình sẽ chứng minh cho Sơn biết là mình không biết là Sơn có quên hay không. Mình không biết là Sơn có quên hay không. Nhưng mà mình sẽ chứng minh để cho Sơn nhớ ra là mình đã đưa tiền cho Sơn như thế nào. Mọi người toàn bảo mạng mày trả góp giật giật này. Giật á? Ừ. Ui em cảm ơn anh Hoàng Đen. Giật á? Hỏi mọi người trên mạng giật đâu? Mạng có ok không hả mọi người? Đâu. Bây giờ mình gọi cho Sơn. Ưng Si Sơn. Ưng Si Xoan. Thank you mọi người. Mình không muốn nói đâu nhưng mà alo. Alo Sơn ơi. Alo. Đang làm gì đấy? Em đang ăn uống. Ờ, lên live một tí được không? Anh nói đi, em đang ngồi ăn uống, đang đông lắm, đang ồn thôi rồi. Ờ không phải, anh muốn cái các bạn hôm nay anh thấy nhiều cái video ấy bảo là anh không đưa tiền cho em cái vụ mà mua điện thoại 13 ấy, mà anh đã hứa là anh đưa tiền cho em ấy. Thì anh không biết là em có nhớ hay không, thì anh muốn là để nói cho em để em nhớ ra cái việc mà anh đưa tiền cho em như thế nào để mua iPhone 13. Bởi vì là anh đã hứa mọi người là cái số tiền donate đi mà anh nói, cái số tiền donate hôm đấy của anh và mọi người quyên góp là anh sẽ tặng em để cho em mua một cái điện thoại mới, vì lần đấy là em bị móc trộm đúng không? Thì anh đã hứa mọi người như thế và hứa với em như thế. Nên là hôm nay anh thấy mấy cái VT như thế nên anh muốn để cho mọi người biết là để nói để cho em nhớ ra là anh đã đưa tiền cho em như thế nào. Được chưa? Vâng. Thì lên like một tí nhá. Cứ nói đi chứ em đang ngồi đang có bia rượu nên là hơi ổn. À bia rượu là hơi ổn à. Ok thì bây giờ anh nói nhá, anh nói luôn nhá. Vâng. Em còn nhớ cái việc mà người ta chuyển đô vào fanpage không? Cái việc mà quảng cáo cái ở trên YouTube ý, nhớ không? Vâng. Có nhớ không đã? Em có. Ờ, có nhớ đúng không? Và cái số tiền đó em này và anh Khôi, và anh khi tắt like anh nhận được là hơn 20.000 kim cương đúng không? Hơn 20.000 kim cương, anh vẫn nhớ đó. Em không biết. Ừ, thì nói chung là hôm đấy cộng tổng là được hơn 3 triệu hay 4 triệu gì đấy. Đúng không? Thì anh bảo là cái số tiền mà anh quảng cáo trên YouTube của anh là được 8 triệu đúng không? Thì anh bảo thôi cái số tiền đấy thì anh cho em để em mua iPhone, đúng không? Nhớ chưa? Số tiền đấy là anh bảo là cho bọn em để bọn em lo ăn uống về nhà. Ôi giời em ơi, thế thì anh đánh em luôn rồi. Ăn uống về nhà bây giờ em cái này số tiền đấy. Anh này. Ơi, cái số tiền đấy là mình nhận là trước khi bắt đầu làm YouTube với nhau. Em ơi. Và đã, trước khi cái anh cho em nghe nói đã. Ừ em nói đi. Cái số tiền YouTube em nhận đi để lo ăn uống các thứ và tiền nhà cửa các thứ ở đêm. Mà cái số tiền đấy là nhận anh trước khi cái đợt đi Sài Gòn rất là lâu rồi. Anh nói với Sơn này. Anh nói với Sơn này. Ok. Em nói là cái số tiền đấy im để anh nói. Cái số tiền đấy rút ra để lo tiền ăn uống đúng không? Anh bảo là anh hỗ trợ em ăn uống ở đây. Để im để anh nói. Ừ anh sẽ hỗ trợ nhưng cái vấn đề im để anh nói này. Cái vấn đề nhá, bây giờ anh nói xong em trả lời. Dạ. Từ khi ở với anh đến khi em rời tem, được chưa? Anh bảo là chúng ta không không thôi đừng có nhạc nữa đi. Không phải, coi lại cần đi. Không cần coi lại, nó nhớ rồi thì coi lại em gì? Không cần phải coi thời gian anh ơi, mất thời gian đấy nhỉ? Em cần gì phải coi thời gian, nếu mà ấy thì em đưa hẳn lên luôn chứ sao phải coi thời gian.
Rồi ok, thế cái vấn đề là khi em ở cùng anh và khi em không còn ở trong tem của anh nữa, em đã bao giờ phải bỏ tiền ra để cho mọi người ăn chưa? Em hay là chưa? Hay là tất cả là anh bỏ ra? Em chưa phải bỏ người nào ra để lo ăn uống cho những người trong tem. Ok, thế vì sao cái số tiền đấy anh nói với Sơn này, cái số tiền đấy em không biết em còn nhớ hay không, nhưng hôm đấy có rất nhiều người, em hiểu không? Và anh đã nói thẳng luôn là hôm nay là mọi người quyên góp được bao nhiêu thì số tiền đấy em đang còn của anh đấy thì anh cho mày mua iPhone. Mày cũng nói với anh là đã góp đủ, thì em bảo thế thì cứ cầm lấy mà lo tiền ăn uống, đúng chưa? Đúng chưa đã? Anh nghe em nói đấy. Ừ, em nói đi. Cái số tiền PayPal anh bảo cho lo cho bé em ăn uống á, là trước cái vụ đi Sài Gòn rất là lâu, từ cái thời đầu á, chưa có anh Khôi, chưa có Tấn vào xem, mà chỉ có anh em mình thôi. Đúng, nhưng cái vấn đề là em chưa hề chuyển cho anh. Và cái vấn đề là chưa anh, bao giờ em, đi để anh em, nói Sơn em, ơi, để anh nói, để anh nói em, để anh nói đã Sơn ạ. À. Và chưa bao giờ em phải bỏ tiền ra để no tiền ăn cả, bởi vì tất cả là anh no. Thank you so much, đúng không nào? Anh nói về vấn đề chính luôn đi anh. Thì vấn đề chính nó là như thế đấy, bởi vì là đúng không? Mọi người anh đã hứa với mọi người là sẽ cho em tiền để em mua iPhone. Chính dạ, vâng. Thì cái số tiền đó đến khi đến Sài Gòn em đã chuyển cho anh chưa? Anh nói với Sơn đấy, đã chuyển chưa? Đến bây giờ luôn chứ không phải đến Sài Gòn nữa đâu. Số tiền nào anh? Cái số tiền PayPal. PayPal anh bảo là em cứ cầm đi để lo hỗ trợ ăn uống của hai đứa ở đây, vì anh biết hai đứa còn nhiều khó khăn. Từ cái thời đầu lúc mà chưa có anh Khôi vào tem và chưa có Tấn vào tem. Cái vấn đề Tấn là tận sau này các em ơi. Dạ vâng. Và cái vấn đề này anh nói với Sơn này, anh nói với Sơn này cái vấn đề vào Sài Gòn ấy là lúc đó anh Khôi cũng đã ở đây rồi. Và hai nữa, đây anh sẽ mở lại cái video đấy. Anh ơi, cái tiền PayPal á là trước đó rất là lâu rồi, và anh em thấy là anh cho bọn em hỗ trợ tiền ăn uống cho bọn em. Em ơi. Cho anh, thế là anh bảo cho em rồi, bây giờ em rồi lại. Không phải anh không đòi, Sơn ơi anh không đòi, chưa bao giờ anh nhắc đến từ đòi tiền của bất kỳ em với em bất kỳ anh lúc nào cả. Bảo là anh vừa bảo là đến bây giờ em vẫn chưa chuyển cho anh, nhưng mà trong khi đó là từ trước là em, anh bảo là anh hỗ trợ bọn em ăn uống hai đứa em với Dung. Ok đi, anh lại nói lại từ đầu cho Sơn hiểu này. Anh không đòi Sơn tiền nhá, đúng không? Anh vừa bảo là anh vẫn chưa chuyển, em vẫn chưa chuyển cho anh đấy. em thử lót lại đi. Nhưng mà hôm nay có tỉnh không? Hôm nay có tỉnh không hay là rượu quá rồi? Em vẫn bình thường mà anh, em vẫn bình thường. Vẫn bình thường đúng không? Thì em lót lại từ đầu anh nói là những gì, lót lại đi. Anh đang hỏi. Cái số, ok để em nói, anh bảo để em nói, để cho em nói. Em nói đi. Cái tiền PayPal là anh bảo là anh, em nhận hộ anh là tiền quảng cáo Binomo, và em nhận vào tài khoản PayPal của em, tại vì đúng. Lúc đấy anh chưa có tài khoản PayPal. Và cái thời điểm lúc đấy ấy, là trước cái thời điểm mà Tấn và anh Khôi vào tem rất là lâu, từ cái thời đầu mà anh em mình mới bắt đầu thuê nhà ở với nhau. Anh đúng sẽ không? Anh sẽ có, anh vẫn còn. Và lúc đấy em có bảo với anh rằng là anh ơi, cái tiền PayPal này em chưa tìm được người đổi sang tiền Việt. Đúng. Cho nên là bây giờ nó vẫn trong tài khoản của em khoảng tầm 8 triệu. Đúng không ạ? Thì em mới bảo anh là anh ơi, cứ từ từ đợi em tìm được người đổi đô cao đã rồi em đưa cho anh. Nhưng mà anh bảo rằng thôi em à, cái tiền đấy em cứ cầm để mà ăn uống lo cho hai đứa bây giờ đi. Em ơi, em lại nói sai rồi đấy Sơn à. Em không nói sai. Anh nói với Sơn này. Em nói sai như nào ấy? Anh nói với Sơn này, đến khi vào Sài Gòn ấy, trước hôm vào Sài Gòn cách đấy mấy ngày, anh cũng đã hỏi với em là đã đổi được cho em mà chưa, đúng không? Và em còn nhớ ấy, anh còn nói với em một câu như này này. Anh không biết là em còn nhớ hay không, nhưng anh còn nói với em một câu như này này. Khi em trước khi đi mua iPhone, anh còn hỏi là đã đủ tiền chưa? Anh cho em cái 8 triệu đấy, anh còn hỏi là đã đủ tiền chưa? Em bảo đủ rồi anh ạ. Anh ơi, với... anh đang nói lạc đề. Này, đừng nói là anh lạc đề. Anh còn nói là như này này, 8 triệu anh cho đấy, đã đủ tiền chưa? Thì em bảo là cái tiền này anh không hề nói như thế với em. Thế thì bây giờ tao lệnh mày, tao lệnh mày. Và hai nữa, nếu mà mày đã nói như vậy ý, nha, thì được rồi, tao xin lỗi mày, được chưa? Bye nhá. Và xin lỗi tất cả mọi người. Nếu mà nó nói như thế thì chịu rồi.
Bởi vì là không phải một mình Đạt, mà còn có anh Khôi, còn có một người nữa mình không muốn nhắc đến. Một người nữa mà Đạt không muốn nhắc đến, không phải là Vân đâu, mà là bạn ý đang sống ở Sài Gòn. Và hai nữa là mình không muốn nhắc đến bởi vì mình không muốn ảnh hưởng đến bạn ấy. Được không ạ? Và đây là cái video mà... Thế thì thật sự hôm nay Đạt gửi lời xin lỗi đến Ưng Sĩ Sơn, gửi lời xin lỗi đến em Sơn, và Đạt gửi lời xin lỗi mọi người. Mình biết đấy là số tiền của mọi người tặng cho mình, nhưng mình đã hứa là tặng cho Sơn để Sơn mua 13. Và hai nữa là ấy, cái tính của Đạt thì mọi người biết rồi, không bao giờ, ít khi chuyển khoản mà ghi lại lắm. Và hai nữa là ấy, thank you so much. Và hai nữa là Đạt chỉ tiêu tiền mặt thôi, Đạt ít khi tiêu tổng số tài khoản. Đây, video đây. Nếu mà đã nói như thế thì mình hôm nay mình chính thức xin lỗi Sơn. Chính thức xin lỗi Sơn và xin lỗi mọi người lại yêu quý Đạt. Bởi vì là Đạt làm sai, Đạt xin lỗi, được chưa? Còn nếu mà... Nói chung nói như nào cho nó đúng nhỉ? Nói như nào nhỉ? Nhưng mà... Đi để em mở video anh. Đừng bao giờ hỏi em là như nào. Video quay Vân Dung đúng không? Đúng rồi. Mọi người cứ nghĩ lúc mà đấy là chưa có mày, chưa có tao, mà tao biết video quay Vân Dung 5 tháng trước đúng không? Tháng mấy? Im đi em. À không phải, lại còn video còn cũ hơn, à còn mới hơn cơ. Đây 4 tháng trước đúng không ạ? Anh Khôi quen em được bao lâu rồi? Ngày 14 tháng 11. Thì cái đấy xem trong vòng tháng... Im để em nói. Xem cái gì mà xem, bây giờ đây tháng nó có đây. Mọi người vào xem cái video căng Thành Đạt bắt được Ưng Sĩ Sơn hôn Dung Trần ở phòng khách ở YouTube của Đạt Villa. Cách đây 4 tháng. Ngày bao nhiêu? Có ngày đấy. Để bảo bắt sẽ đi để xem nào, xem nó ngày bao nhiêu. Từ từ để em nhìn mà. Ở đây nó không ghi ra. Bỏ qua quảng cáo. Chỉ có 4 tháng trước thôi. 14 tháng 11 của mọi người. Lúc đấy chưa có 14 tháng 11 mọi người cứ vào đấy mọi người xem cái video đấy. 14 tháng 11 nhé mọi người. Thế anh Khôi quen em vào ngày bao nhiêu anh Khôi? Ngày 4 tháng 11 mình quen bạn nè. Ừ. Thế là ngày 14 tháng 11. Thế thì có một sự sai lầm gì ở đây nhỉ? Đúng không? Không, như mình xin lỗi Ưng Sĩ Sơn bởi vì mình đã nói sai nhá. Rồi tiếp tục. À, ngày 14 tháng 11 anh quen em là ngày bao nhiêu nhỉ? Ngày 14 tháng 11 là tao gặp mày. Từ từ bình tĩnh để quay có video mà. Ok, cái con này rất là mất thời gian. Có video, Đạt nói cái gì? Đạt đã nói cái gì là Đạt có tất cả mọi thứ. Mình không biết là bạn ấy quên hay không, nhưng bạn ấy đã nói thế thì mình xin lỗi Sơn. Anh xin lỗi Sơn, nhưng đây. Lúc đấy chưa quen anh Khôi ạ. Và mình chuyển tiền không bao giờ mình chuyển nẻ. Chưa có anh Khôi trong tim. Ừ. Anh làm gì có trong tim em, anh vớ vẩn, em thì có trong... Để ta nhảy lại. Trong tim của Đạt Villa chỉ có Vidia thôi, còn Khôi không có cửa. Tim cái gì mà tim vớ vẩn. Rất là khó thở. Thưa quý vị. Thank you Indonesia, thank you Dubai. Thank you so much. Đây, tiếp tục nha. Bởi vì Đạt không muốn nói, nhưng thật sự Đạt không bao giờ Đạt muốn nói mấy cái vấn đề này, rất là Đạt kỵ nhất vấn đề tiền. Từ từ đã. Nó video rất là lâu nên là đợi một tí để cho nó loát nhé mọi người. Em sai rồi. Các tao nói một câu được không? Không được. Từ từ để em xem cái video em quay với anh đâu nào. Đâu nhỉ? Đây này má. Không phải. Đầu tiên quay mày ngày 4. Thâm mà. Đây này còn video còn đi lên đấy đây này. Tao không biết tăng đảo với mày. Cái video đầu tiên là cái video đeo kính. Đây. Không, vẫn còn cũ nữa cơ. Cái video đeo kính cơ mà. Cái video mà 10 triệu view cơ. Đâu nhỉ? Mày không nhớ ngày hai đứa biết nhau thì mày coi chừng tao. Cái này, lúc đấy ăn Hazila với nhà con Vân Tròe. Mày đăng luôn ở trong... Cái này này. Rồi sao? Đây là ngày bao nhiêu? Ngày 6 tháng 11. Chỉ cần vậy thôi là được rồi. À ừ, đúng rồi. Ngày 6 tháng 11. À đây. Clip này còn... Đây này. Ngày 8 tháng 11. Cái này là sau. À đây còn đi Tam Đảo nữa này. Đi Tam Đảo không đi đây này. Cái này gặp Vân Tròe. Mọi người nhớ ăn Haji Lao gặp Vân Tròe với anh. Đúng. Anh là Bùi ngày, trường không? Là ngày mùng 5. Là ngày mùng 5 tháng 11. Đúng rồi, ngày mùng 5 tháng 11 thì mình gặp anh Khôi là ngày 14. À ngày mùng 4.
Và video này là ngày 14, đúng không? Thì lúc đấy hình như tao chưa ở trong nhà mày. Và mình không nhớ là em Sơn em còn nhớ hay không, là cái video đấy người ta yêu cầu có cần view. Mọi người còn nhớ cái like mà đặt là nhờ mọi người là mọi người lên xem để cho đủ view không mọi người? Từ từ cho tao nói một câu được không? Từ từ, để em hỏi mày mọi người. Ơ kia sao thì tắt bình luận đi làm gì? Nó chặn mồm em, nó chưa được cái mọi người mở bình luận lên đi để xem nào. Rồi ok, còn cái vấn đề của anh Tin ý, mình nói như này này. Cái vấn đề của anh Tin thì thật sự là đạt cái vấn đề đấy thì anh Khôi anh ấy tự anh nữa mình sẽ bật live mình sẽ nói cái vấn đề còn, này tại vì là của mình. Còn mình thì mình không, thật sự là mình không muốn liên quan mấy cái vớ vẩn này, mệt lắm. Nhưng mà đây là cái vấn đề tiền là của mọi người tặng đạt, và đạt đã hứa tặng Sơn, đúng không ạ? Hôm đấy đạt có nói, hôm đấy là ở Sài Gòn là cộng vào là có, nếu đạt nói thật là đạt không thể nhớ nhầm được, đạt nhớ rất là nhớ không nhầm được là hết được 3 triệu mấy hay 4 triệu ấy. Thì đạt là ở đấy có 8 triệu thì đạt bảo thôi thì cầm lấy mua cho đủ. Bây giờ tao nói với mày một câu. Vậy em ý nói là cái video đó là đạt chưa quen anh Khôi. Này em ý đã sai. Mình không biết em có quên hay chưa. Như đây, bằng chứng nó bằng đây nó trên bằng YouTube, bằng trên YouTube thời gian luôn. Ở trên TikTok. Đúng rồi, ở trên TikTok luôn. Với thứ hai nữa cho tao nói một câu được không? Ừ. Tao chỉ nói này, mày cho Sơn 7 đến 8 triệu ăn cho hai đứa tại vì hai đứa khó khăn. Ừ. Ok, chốt. Thế đến lúc em mày gặp hoàn nạn thế mày chả lẽ không cho đồng nào à? Đúng không? Mọi người tự nghĩ ra thôi. Ngay cả ăn uống bình thường nó tự nghĩ cái việc mà nếu mà cảm thấy lúc nãy nó nói là có khó khăn mà đạt còn cho nó 7 đến 8 triệu. Thì cái việc mà mất điện thoại thì mọi người tự nghĩ thôi. Cái quảng cáo đấy là 16 tháng 11 à? Ừ, đúng rồi, mà lúc đấy em có mà, lúc đấy em là người quay. Đặc biệt cái clip đấy em là người quay nên em nhớ. Thế mà kêu là em lúc đấy có cả thằng Vũ nữa. Ừ. Không cười nhỉ. Và hôm nay có một chuyện nữa. Thôi, chuyện đấy Đạt chỉ muốn nói cho mọi người hiểu là mình chỉ cần mọi người hiểu thôi, còn mình không cần ai hiểu hết ý. Mọi người, Đạt chỉ cần mọi người yêu quý Đạt, tặng quà cho Đạt và Đạt hứa với mọi người cái gì Đạt có làm hay không thôi. Còn người khác bàn tán như nào thì Đạt không quan tâm. Bởi vì là video có, và cái video đó phải có thời gian đủ view mới được nhận tiền nhá. Và hai nữa, không phải tắt comment, cứ để im đấy. Không phải tắt comment đâu. Còn làm cho chuyện Vân á. Chuyện Vân là chuyện gì? Chuyện Vân là chuyện gì hả mọi người? Mọi người cho mình biết chuyện Vân là chuyện gì. À đúng rồi, đúng. Còn cái chuyện hôm nay là sinh nhật của Vân đúng không? Ừ. Mình nói này, có rất nhiều bạn nhắn tin cho Vidya. Rất nhiều bạn nhắn tin cho Vidya là vì sao đạt về trùng hợp như vậy. Mình còn không biết hôm nay là sinh nhật của Vân. Hỏi chị Thảo. Người quản lý này đã vô kinh. Tại vì mọi người có biết không? Ví dụ như kiểu chỉ cần nói như này là mọi người hiểu này. Bọn mình hết lịch thì bọn mình đi về. Bọn nó cũng phải gặp con nó. Nó không phải gặp gia đình nó. Đúng. Và mình ngay cả mọi người cũng chú ý là ngay cả 12 giờ đến 0 giờ hôm qua. Bọn mình vẫn đang đi chụp hình. Và mọi người xem story mình và Đạt. Kênh ngay cả YouTube của mình. Cũng mọi người cũng có thấy là lịch trình của bọn mình rất là đặc. Tại vì về Việt Nam Đạt còn phải về ngay gặp nhà mẹ luôn này. Và ngay về nhà mẹ luôn, vẫn live stream luôn. Ủa tại về sao? Về nhà mình vẫn live stream mà. Ủa? Thì sao các bạn đạo diễn làm sao mà các bạn biết là mình hôm nay về để đi sinh nhật Vân? Và trong khi đấy, đúng không? Và trong khi đấy các anh mình, em mình ra đây thăm mình. Đầy luôn. Mình vẫn ngân tiếp mình vừa xong luôn, các anh ở dưới Linh Le Te rồi là anh. Thế sao mọi người đã biết anh là hôm nay mình đi sinh nhật Vân vậy? Các bạn đoán giỏi đấy. Ủa alo, mình còn không biết hôm nay sinh nhật Vân luôn. Đúng không ạ? Hôm nay mình còn không biết là sinh nhật Vân luôn. Thế mà các bạn nhắn tin cho Vi được rồi. Thôi cho Đạt xuống đi. Bây giờ và... chị em mình ngồi luôn. Và... 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 còn một việc nữa là như này. Thôi. Thật sự là như này. Thôi, Đạt xin lỗi. Đạt xin lỗi vì Đạt đã làm mọi người thất vọng vì cái việc đó. Mình không biết các bạn và các anh các chị có thất vọng em ở cái việc đấy không. Nhưng mà ấy, em xin lỗi, đầu tiên là em xin lỗi Ưng Sĩ Sơn. Vì em đã hứa là cho Ưng Sĩ Sơn tiền mà không biết là em đã cho hay chưa. Thì em không biết, em tầm này bạn ấy nói thế rồi thì em không biết.
Nhưng mà đấy, bằng chứng nó là như thế, còn ai hiểu nào thì hiểu. Em không muốn giải thích nhiều, và hai nữa. Thôi Đạt, 2 triệu của tao còn không được đọc tên. Mày 8 triệu thì tội gì? Mày phải như 10 triệu như anh ba mới đọc tên. Em xin lỗi mọi người và xin lỗi các bạn rất là nhiều đã tin nhầm người nhé mọi người. Thằng này hay anh em cây khế lắm. Thì nó vừa bật nhạc cái anh em cây khế mà. Không, mình sắp có một MV này. Mình sắp có một MV là hát lại cái bài anh em cây khế và... Bài điên à, bài khác. À không phải à? Không. Ơ kìa, em bài đấy hay. Không. Không, điên à, bài khác. MV bài khác. Một bài đấy để tính sau, bây giờ tao đang chưa có lịch để xếp. Từ từ, được, xong chưa? Xong việc mày chưa? Mày chưa ăn. Rồi, mày giờ mày để, à? Để, mày để nói chuyện đã. Không, có vụ anh tin. Vụ anh tin là như này này. Anh ơi anh đừng thả tim cho em, xong anh phải đòi để em phải thả sư tử mệt lắm. Tí nữa anh Khôi anh sẽ live và anh nói đây chuyện không, tao bật live rồi. Ờ. Anh sang nói chuyện việc của anh tin. Còn bây giờ mình bật live. Anh em nói rồi. Anh những cái gì cần nói với anh em đã nói rồi. Em không muốn anh nói chính miệng anh nói là cái việc gì cứ phải để im để em nói một câu thôi, cho em nói một câu thôi. Chính miệng anh nói với mọi người ở trên live là vì sao không tự giải quyết với nhau mà mang lên live làm gì? Như anh đã thấy em lên live em nói cái gì chưa? Hay là hôm nay anh lên live anh đọc cả tên em luôn, em nói gì với anh không? Em cả có lên live em nói gì của anh luôn. Ừ. Anh nói là em thế nọ, em thế kia rồi cái nọ. Ôi, cái bật chai thân nó bay như này. Rồi nói chung là ấy, tất cả những gì mà em nói với anh bật em đã nói rồi và những cái gì anh muốn làm rõ. Đây, gặp bà này. Đây bây giờ đây, bây giờ đây. Và gặp ông này. Còn em đừng nôi em vào chuyện này bởi vì em không thích. Với em không thích ba cái drama. Drama để làm gì? Nhà em quá đông rồi, nhà em rất là đông. Đứa nào tranh thủ ai mua quần thật áo. Sự, nhà em rất đông. Nhà em rất là đông nên là em không cần phải drama, em không muốn tạo drama. Em tạo drama được gì cho em đâu? Để cho mọi người ghét em thôi. Tất cả những người mà muốn tạo drama không phải là để được mọi người quý đâu, mọi người nhầm rồi. Tạo nên drama chính là con dao hai lưỡi để tự giết mọi người thôi. Ố gì? Lên đừng tạo drama để làm gì cho nó mệt. Và em không nên nay em nói chuyện mấy cái chuyện tào lao. Alo. Đây chả qua là em liên quan đến mọi người thôi. Alo. Liên quan đến mọi người thì em mới nói. Còn để mà đến em ấy, em không thích nói. Và mình mong mấy bạn acid là đừng nhắn tin cho Vi. Cái gì? Ôi, cái sao gì? Mọi người đi xuống ăn đi. Xong việc được. Sao mọi người đi ăn thôi. Đi xem một người một việc được không? À nói về việc vợ cũ của anh á. Thế bây giờ còn gì để nói nữa không? Ủa? Bây giờ ly hôn rồi còn đâu nữa mà. Hết à? Để nói làm gì? Mọi người ơi, ngày mai hai đứa chúng nó sẽ có một cái talk show ở trên tin được livestream tên là Một Lần Kể Hết. Ừ. Là ngày mai người ta sẽ hỏi hết. Mai mọi người đón xem livestream nhá. Lên tin nhá. Tin.vn chắc thế. Còn biết hoặc là TikTok. Đang còn chờ nửa đêm mọi người gửi câu hỏi đây gửi này. Gửi link nhá. Rồi, xuống nhà đi. Rồi đến lượt giải phóng này. Là em vừa ở quê ra đấy, nhưng mọi người thấy em lại ở trên đường. Em vừa ở quê ra em gặp bà em còn chưa được ở với bà. Rồi, em. Rương kìa, lục rương đi đó, rồi tắt lại. À từ từ, không bé ơi. Mình tranh thủ à? Thì tắt luôn được không? Từ, để em ấy đã. Thôi, nói vài câu đi đã xong rồi tắt. Ui ôi Ngân Kim Miêu, con này em nó con mất thời gian này. Con này ở dưới này. Để mình mang cho mọi người biết cái con này rất mất thời gian, mình đang định tắt nai rồi để cho anh Khôi anh giải quyết việc kia, nhưng mà nó lại thả Dương là mình lại phải nụ. Dương. Hình như nó chạy đi xe rồi, ô tô rồi. Nó đi rồi á? Tắt nai đi nha. Ok. Ôi giời ơi, thank you Huyền nhá. Đấy, cái việc rõ ràng nhất là việc của mình. Còn nhiều việc nữa cơ, nhưng mà Đạt thật sự là Đạt không muốn nói để làm gì hết. Thôi ăn đi anh ơi, ăn đi ăn được rồi. Mà sao thầy đéo là ăn mặc cái gì đẹp bên trên bên dưới, không mặc gì vậy? Mấy điên à, ta mặc đúng cây thế này mà. Đây, đây ở nhà bao việc này. Và đây. Hôm nay đến thăm Đạt Villa nó có sự hiện diện của Tuấn Anh Villa. Hello mọi người, hôm nay mình đến và Đạt coi. Hello anh em. Và con vợ. Con vợ mình, con người yêu cũ. Ngân trọng nhà tao phải ngân trọng mọi người nha. Đấy. Đấy, đấy là sự hiện diện của con vợ cũ của mình và đây là con vợ cũ nhất này. Tóc dài nhưng mà tóc này. Hello. Đấy. Và đây cũng là một con vợ nữa là người yêu cũ nhá. Ngọc Sa Lộ. Xin chào mọi người. Đấy.
và để tiếp tục đây là một đứa em không không đâu phải đâu luật sư đang ra đà luật sư sắp mơ luật sư sắp mơ xin chào mọi người đó. Còn bây giờ mọi người tí nữa mình sẽ like lại nha mọi người, bây giờ mình phải ăn cơm đã bởi vì là vừa quê ra chưa được ăn cái gì hết. Bây giờ là mình phải tiếp các anh với các em đã. Mình ăn cơm đã, xong tí nữa là sẽ lên live tiếp cho mọi người. Thank you so much. Thank you Ngọc Matcha. Tí nữa là sẽ live tiếp nha. Bye bye. Mọi người sang live của anh Khôi nhé mọi người. Muốn hóng chuyện sang live của anh Khôi. Ai chưa follow em thì cho em xin một follow nhá. Bye bye mọi người. Đây ngồi đây em không ăn nữa, no lắm. No. Ngồi đó đi. Ngồi đây luôn nhé. À còn đụng su từ từ. Còn 45 giây không tao nụ mày nhặt toàn xịt. Từ từ nhá mọi người đừng ai 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 đừng ai nụm nhất để em thử nụm thử xem nào. Ở đây 100 ga mắt em nụm được là hơi bị đẳng cấp đấy. Đâu mình tắt mình ăn cơm. Nếu mọi người không mọi người yên tâm đi, ta sẽ like ngay lập tức thôi. Rất mất thời gian. Mình đi chơi ở đâu được? Bây giờ các anh mình ở đây đi đâu? Rất là mất thời gian. Đi đâu bây giờ? Đi đâu bây giờ? Đi thích đi bar cho nên không? Dâm mà. Uống rượu không dám uống đi mà. Đi bar là anh điện đặt bar được bàn. Đây. Cái đấy đấy, bộ bát đấy bát đấy. Quán 16 chai em. Đừng ai gì? Đi bar, em chịu. Ôi, suốt ngày của anh dài là nồi nên đi chơi. Nó là đẳng cấp, nhìn thế này. 40 xu. Nó là cái đẳng cấp. Vãi 40 xu. 100k người lụm xu với tôi được 40 xu. Đây. Đây, anh thấy em đẳng cấp không? Quá cái gương. Nó là cái gì nhỉ? Người ta gọi là nhân phẩm, nhân phẩm tốt. Nhân phẩm tốt. Nhưng mà 4 tiền nhân lại rất nhất nhiều thế. Đây 40 xu đây, mọi người có thể vào xem nào em nhặt được bao nhiêu xu. 40 xu luôn. Xem chi tiết này. Này, anh Tuấn 21079 là nhận được 44 xu, còn em đứng thứ hai luôn. 40 xu luôn. Chính tỏ là nhân phẩm rất là ok. Rất là tốt. Ai đây? Xong chưa, cơm đi. Ui hồi này. Ông Trung nào đây, ông lại thả Dương rồi. Em cầm một lần đi. Em cầm một lần ăn đi. Không, mọi người sáng nay anh Khôi hóng chuyện đi, còn Đạt ăn cơm lên. Bye bye mọi người nhé, xong Đạt ăn cơm. Ủ phát 5 phút là Đạt lại nên đấy thôi. Bye bye mọi người nhé. Mọi người sang bên anh Khôi nhé. Bye bye. Hình... của này, có khi nào mà mình tắt đi cái xu này được cộng vào của anh không? Có được. Bây giờ tắt nai đi không ai nụm thì chả của mình. Đúng không? Thế thì thôi cố gắng. Được rồi em tắt nai đây. Mọi người nên anh Khôi nhé mọi người. ID mạnh tiền Khôi. Mọi người cho con đấy một đúng rồi. Bye bye. Khôi đang bán đuổi. À em cảm ơn anh Hoàng tóc dài. Cảm ơn đại gia đình nhà mình, cảm ơn các anh các chị. Nhưng mà sao nị vẫn còn su. Thôi bye bye mọi người nha. Em tuyên bố là em nuốt trắng cái hòm su này. Mọi người không ai được đâu.